Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hào Tiger. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tập mới của bộ đầu phá thương phục Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiên hỏa tôn giả lạnh nhạt, nhạt nhìn băng phù, rồi ngay lập tức biến mất. Băng phù nhanh chóng lui về sau, cao giọng quát. Vị bằng hiếu kia, lão phu là trưởng lão băng hà cốc. Băng phù, chuyện hôm nay không liên quan tới ngươi. Hãy nề mặt băng hà cốc, đừng có nhúng tay vào băng hà cốc sau này chắc chắn sẽ trả lễ thiên hòa tôn giả đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn nói băng hà cốc là cái thá gì chỉ bằng các ngươi thì chưa đủ để lão phu phải sợ đâu rồi nhẹ nhàng tung ra một chiêu cứ thế đánh tan băng giáp của băng phủ băng phủ phun ra một ngụm máu trượt quát lên băng hạc dẫn người giết tiểu tử kia băng hạc liền vung tay lên ra lệnh cho đệ tử băng hà cốc tất cả lên cho ta bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt được ách nan độc nữ giết chết tiểu tử kia cho ta còn không mau chóng ra tay các đệ tử băng hà cốc nghe vậy đành cắn răng nghe lệnh xông lên bao vây tiêu viêm tiêu viêm thấy thế thì cười lạnh nhưng đầu nói với tiểu y tiên cứ sao bọn họ cho ta người không cần ra tay đâu tiểu y tiên khẽ gật đầu trong những người này thì chỉ có băng hạc là một nhị tinh đấu tông còn các đệ tử băng hà cốc còn lại cũng chỉ có mấy người là đấu hoàng lấy thực lực tiêu viêm thì hoàn toàn có thể đối phó được tiêu viêm nhanh chóng thì triển huyễn thân của tam thiên lôi động linh hồn phân thân xuất hiện quỷ dị sau lưng băng hạc ngăn các đệ tử băng hà cốc lại huyễn thân của tam thiên lôi động mà tiêu viêm tu luyện sau khi trải qua sự rèn luyện của huyết đàm ở thiên sơn thì thực lực của huyễn thân tam thiên lôi động sợ rằng cũng đã khoảng đấu hoàng đình phong mặc dù không thể đối phó với băng hạc nhưng để ngăn các đệ tử băng hà cốc khác lại thì cũng không phải là chuyện gì khó băng hạc nhìn tiêu viêm trầm giọng nói tiểu tử cũng nhiều thủ đoạn lắm nhưng với thực lực nhất tinh đầu tông của ngươi thì còn lâu mới là đối thủ của lão phù chuyện hôm nay nếu truyền về băng hà cốc thì từ nay về sau ngươi sẽ không còn chỗ dung thân ở đan vực nữa thân hình băng hạc trượt lóe lên hiện ra trước mặt tiêu viêm tiêu viêm lật tay một ngọn lửa xanh biếc từ bên trong ở ra chặn lại đòn tấn công của băng hạc hắn không nhịn được mà chào phúng một câu nhị tinh đấu tông của băng hà cốc cũng chỉ có vậy mà thôi nhìn thấy một chảo của mình bị tiêu viêm dễ dàng bắt lấy như thế trong mắt băng hạc hiện lên vẻ khó tin mà khi nhìn lại thấy ngọn lửa xanh biếc trên tay tiêu viêm thì hắn hét lên một tiếng thất thanh dị hỏa tiêu viêm mỉm cười bình thản nói chuẩn đấy sau đó nhanh như chớp hắn xông về phía băng hạc tung ra một quyền bắt cực băng một luồng ám kình kinh người mang theo kình khí nóng cháy mà cuồng bạo mạnh mẽ xông vào thân thể băng hạc dưới sự tồn tại của dị hỏa trong băng kình thì đấu khí hàn băng trong cơ thể băng hạc hoàn toàn không có lực chống cự băng hạc trúng chiêu phun ra một ngụm máu tươi chợt hắn gầm lên một tiếng liều mạng ngưng tụ đấu khí trên tay quát băng mãng tí lúc này trong mắt của băng hạc đã tràn đầy sát khí hắn cười một tiếng rồi tung quyền về phía tiêu viêm quát lớn tiểu tạp trùng có giỏi thì đón một quyền của ta tiêu viêm không chút dao động không chần trừ liền tung quyền đỡ đòn hai nắm đấm mạnh mẽ va chạm kinh lực dữ dội tuôn ra khiến cánh tay bằng băng của băng hạc trực tiếp nổ tung thân hình đập vào một tảng đá lớn tiêu viêm đạp chân lên thái dương hắn bình thản nói người của băng Hà cốc cũng chỉ có thế thôi sao sắc mặt băng hạc trắng bệnh hắn không dám nhúc nhích chút nào bởi vì hắn biết nếu như hắn có chút di động thì cái đầu của hắn sẽ lập tức rời khỏi thân thể tứ chi phân liệt băng hạc nuốt nước miếng một cái rồi lui về sau một chút âm thanh khàn khàn nói nếu ngươi giết ta đan vực này sẽ không còn chỗ cho ngươi ẩn thân tiêu viêm từ trên cao nhìn xuống cười nói nếu như ta đã ra tay thì chắc chắn sẽ không sợ băng hạc cốc của ngươi băng hạc không nhịn được cười lạnh khẩu khí thật ngông cuồng đừng tưởng có một đạo linh hồn bát tinh đấu tông với một khôi lỗi là có thể chống lại băng hà cốc ta thực lực của ta cũng chỉ xếp cuối cùng trong các trưởng lão băng hà cốc thôi cho dù là băng phủ cùng băng nguyên thì cũng là hạng trung mà thôi nếu như cường giả chân chính của băng hà cốc ra tay thì mấy cái này của người còn chẳng đáng nhắc tới đôi mắt tiêu viêm hiếp lại băng hà cốc này là một trong tam cốc cứ như thế thì thực lực hẳn sẽ không yếu hơn phần viêm cốc mà vị tam trưởng lão của phần viêm cốc kia có thực lực bát tinh đấu tông nhị trưởng lão lại là cửu tinh đấu tông đương nhiên người đáng sợ nhất của phần viêm cốc vẫn là đường chấn người này thì cho dù lấy nhãn lực của tiêu viêm cũng chỉ có lấy bốn chữ sâu không lường được để đánh giá tuy nói đối với các cường giả đấu tôn thì tiêu viêm rất khó xác định mạnh hay yếu nhưng trực giác nói cho hắn biết thực lực của đường chấn tuyệt sẽ không yếu hơn lôi tôn giả của phong lôi các mà nếu như phần viêm cốc đã có thực lực như vậy thì băng hà cốc nổi danh cùng với nó tuyệt đối sẽ không yếu hơn vì thế đối với lời nói này của băng hạc thì tiêu viêm tuy cười nhạt nhưng đối với điều này thì hắn vẫn biết nặng nhẹ mà bản thân hắn cũng hiểu được là sau khi cứu tiểu y tiên ra lập tức sẽ ở phía đối lập cùng với băng hạc cốc nhưng mà lấy tính cách của tiêu viêm chẳng lẽ sẽ vì băng hạc cốc mạnh mẽ mà bỏ rơi tiểu y tiên sao nhớ năm xưa cho dù hắn chỉ là một gã đấu giả nhỏ nhoi nhưng cũng dám đối lập với con quái vật khổng lồ vân lam tông huống chi là hiện giờ băng hạc thấy tiêu viêm không nói tưởng rằng tâm của người này đã động ngữ khí lập tức chậm lại không ít nói tiếp nhưng nếu người giao ách nan đồng nữ ra chắc chắn băng hà cốc sẽ không bạc đãi người hơn nữa với thiên phú này người nhất định sẽ được cốc chủ trọng dụng người phải biết rằng cốc chủ chúng ta thích nhất là kết giao với cường giả tứ phương vừa dứt lời hắn nhìn lên tiêu viêm thì thấy sắc mặt tiêu viêm vẫn âm trầm thì lòng lạnh xuống lập tức vỗ mạnh xuống mặt đất lực lượng phát ra đẩy hắn về phía sau nhưng đúng lúc này tiêu viêm cười lạnh một tiếng một cước trực tiếp đá mạnh lên bờ vai của băng hạc lực đạo mạnh mẽ đến nỗi làm cho thân hình của hắn như diều đứt dây bay ra xa sau đó đập mạnh trên một tảng đá lớn trong lúc mơ hồ còn có âm thanh xương gãy vang lên răng rắc hắn giận dữ hét tiểu tạp trùng sớm muộn gì ngươi cũng phải hối hận vì việc làm hôm nay thiên hỏa tôn giả chờ xuất hiện bên cạnh tiêu viêm cười nói không có thân thể đúng là bất tiện chỉ thu thập một tên đấu tông thôi mà cũng mất công như vậy nhưng mà đánh cũng rất sảng khoái ngươi yên tâm lão phu vẫn cho hắn sống một chút tiêu viêm mỉm cười rượu lão tiên sinh yên tâm dược liệu chuẩn bị tốt rồi người sắp có lại thân thể rồi thiên hỏa tôn giả kinh hỉ đáp cũng chỉ có tiểu tử nhà ngươi là đáng tin ánh mắt của lão phu quả nhiên vẫn rất tốt băng hạc nghe được lời này ánh mắt lóe lên nói tiền bối việc luyện chế thân thể là chuyện mà băng hà cốc ta am hiểu nhất hơn nữa thân thể đó còn có năng lực đặc thù chỉ cần người có thể giúp băng hà cốc ta một chuyện thì sẽ được miễn phí đó nụ cười trên mặt tiêu viêm chậm rãi thu hồi lại trong con người hiện lên sát khí lạnh lẽo thiên hỏa tôn giả cũng là bởi vì lời này của băng hạc mà giật mình nhìn thoáng qua tiêu viêm một lát sau trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười cổ quái chậm rãi đi về băng hạc sau đó ngồi xổm xuống bàn tay vỗ nhẹ bả vai hắn cười híp mắt nói làm chuyện gì có thể thương lượng thử xem băng hạc mừng như điên đáp lời bắt ách nan độc nữ dùm băng hà cốc ta chúng ta nhất định sẽ cho người một bộ thân thể cực kỳ thoải mái Thiên Hỏa Tôn Giả chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay lên cổ của hắn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bàn tay hơi dùng lực, đã trực tiếp bẻ gãy cổ của Băng Hạc, sau đó nhìn Tiêu Viêm, thản nhiên nói: "Tiểu tử kia, người như này thì không cần cho hắn cơ hội nói chuyện, nếu không, sớm muộn gì cũng có biến cố." Tiêu Viêm ôm quyền với Thiên Hỏa Tôn Giả, đa tạ Diệu lão tiên sinh nhắc nhở, bên này cũng nên kết thúc thôi, hắn vừa dứt lời thì Địa Yêu Khôi lôi Băng Nguyên Tử trong hẻm núi đi ra, khuôn mặt của hắn đầy máu tươi khi băng nguyên nhìn thấy băng phủ như bùn nhão ở bên cạnh cho đến băng hạc đầu vặn vẹo sang một bên thì trong mắt nhất thời xuất hiện tinh quang oán độc cát gao nhìn tiêu viêm âm thanh khàn khàn nói tiểu tạp trùng các ngươi trốn không thoát đâu tiêu viêm không phản ứng thu lấy băng nguyên bị trọng thương sau đó nhàn nhạt, nhạt nói giết một tên cũng không để lại địa yêu khôi lập tức hành động chỉ chốc lát sau đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tiêu viêm nhìn băng phủ đang run rẩy mỉm cười ta cần biết một số chuyện băng phủ rít lên đầy oán độc tiểu tạp trùng đừng tưởng rằng người giết hết người ở đây thì băng hà cốc sẽ không biết chuyện gì cả chờ xem đi không bao lâu nữa thì ngươi sẽ thành mục tiêu truy nã của băng hà cốc đến lúc đó thì toàn bộ đan vực cũng không còn chỗ nào cho ngươi ẩn thân tiêu viêm nhíu mày một ngọn lửa xanh biết chờ xuất hiện đốt cháy bờ vai của băng phù tiêu viêm lạnh nhạt hỏi ta muốn biết cái băng chi lực mà các ngươi nói lúc nãy là cái gì băng phù bị lửa thiêu đau đớn một lát sau mới cắn răng trả lời băng chi lực chính là đấu khí độc hữu của băng hà cốc ta hơn nữa phải đạt đến đấu tông mới có thể tu luyện được nếu như băng chi lực xâm nhập vào trong thân thể thì sẽ lặng yên ẩn nấp dần dần đem mạch máu kinh mạch đông lại tiêu viêm lạnh lùng hỏi tiếp làm thế nào giải trừ băng phủ lành lạnh cười nói không có phương pháp giải trừ băng chi lực trừ khi cốc chủ băng hà cốc ta ra tay nhưng mà các ngươi còn chưa có bổn sự như vậy tiêu viêm không để ý tới mấy lời này gật đầu với thiên hỏa tôn giả rồi xoay người đi chỉ trong giây lát đã có ba bình ngọc được ném tới đây là linh hồn của bọn hắn thu đi tiêu viêm đón lấy cất vào giới chỉ sau đó nhẹ giọng nói với tiểu y tiên trước khi rời khỏi nơi này thì phải tìm biện pháp giải quyết cái băng chi lực đã tiêu viêm vươn tay ôm lấy eo nhỏ của tiểu y tiên để đi yêu khôi ôm lấy hân lam đang trốn ở một bên rồi nhanh chóng đi sâu vào lạc thần giản sau khi đám người tiêu viêm rời đi thì chung quanh ngọn núi này mới an tĩnh trở lại chỉ còn có những thi thể đầy máu tươi ở đó chứng minh nơi này vừa xảy ra một hồi đại chiến thảm thiết khung cảnh máu tanh yên lặng một hồi lâu thì đột nhiên bị những thân ảnh màu trắng bay tới phá vỡ lão giả canh giữ lối vào lạc thần giàn khiếp sợ nhìn thi thể trên mặt đất một đệ tử băng hà cốc thấp giọng nói băng nhàn trưởng lão thi thể các đệ tử tinh nhuệ đi tìm ách nan độc nữ đều ở đây cả kể cả ba vị băng phủ trưởng lão băng nhàn trưởng lão lạnh như băng ra lệnh đem thi thể mọi người về đi ta muốn tất cả lập tức về cốc khi các đệ tử băng hà cốc bắt đầu thu thập tàn cục thì nhóm tiêu viêm đã tới một hang động bí ẩn sâu trong lạc thần giàn hân lam trải một bộ da lông mềm trên mặt đất nhẹ nhàng nói với tiểu y tiên tiểu y tiên tỉ 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 nghỉ ngơi trước đi tiểu y tiên gật đầu ngồi xuống nàng nhìn tiêu viêm rồi như nhớ ra chuyện gì đó nói chưa đến một năm mà ngươi đã đột phá đến đấu tông ma độc ban trong cơ thể đã giải quyết được rồi ư ừ. tiêu viêm cười nói hiện tại không cần để ý đến cái ma độc ban đó để xem thương thế của ngươi đã tiểu y tiên có chút yếu ớt nói ta vẫn còn tốt nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi tiêu viêm không để tâm vẫn ngồi xuống nắm tay tiểu y tiên kiểm tra cơ thể nàng hắn không khỏi nhíu mày rồi trượt hỏi hân lam hân lam người có biết cái gọi là băng chi lực của băng hà cốc không hân lam trầm ngâm một hồi rồi đáp theo muội được biết thì băng chi lực chính là đấu khí độc tôn của băng hà cốc hơn nữa chỉ có đến đấu tông mới có thể miễn cường tu tập nếu như để cho băng chi lực này xâm nhập vào người thì sẽ cực kỳ khó giải quyết cho nên không ít cường giả khi giao thủ với người của băng hà cốc thì đều cực kỳ đề phòng băng chi lực của họ nhưng về phương pháp khu trừ ra thì muội lại không rõ lắm tiêu viêm đau lòng vuốt nhẹ mái tóc của tiểu y tiên trầm tư suy nghĩ băng chi lực này đúng là rất quỷ dị nhưng cũng không phải như băng phủ nói chỉ có cốc chủ băng hà cốc mới có thể khu trừ đi gần nửa giờ đồng hồ sau hắn đột nhiên vung tay lấy ra một cái chậu gỗ rồi đổ đầy nước vào chậu làm xong tiêu viêm dùng dị hỏa đốt cháy một gốc cây dược liệu thành chất lỏng rồi đổ vào chậu gỗ nước trong đó lập tức chuyển thành màu đỏ sậm bọt nước lan tan sôi trào tiêu viêm xoay người lại thản nhiên nói hân lam cởi quần áo của tiểu y tiên ra sau đó dìu nàng vào trong chậu đi tiểu y tiên đỏ bừng mặt ngồi vào chậu gỗ tiêu viêm lúc này mới quay người lại nhẹ giọng nói hấp thu năng lượng bên trong rồi vận chuyển đi khắp toàn thân có lẽ sẽ hơi đau nhưng hãy cố gắng nhẫn nại, rồi liên tục bấm quyết lưu ly liên tâm hỏa sông vào trong chậu gỗ mặt nước liền sôi trào ủng ục tiểu y tiên không nhịn được kêu lên tiêu viêm vội vàng nói mặc dù hơi đau một chút nhưng dị hỏa sẽ làm cho dược lực tiến vào trong cơ thể người tốt hơn đồng thời cũng sẽ khống chế sự khuếch tán của băng chi lực tiểu y tiên cắn răng gật đầu năng lượng đỏ sậm không ngừng tiến vào người nàng sắc mặt tái nhợt cũng dần trở nên hồng hào hân lam kinh hỉ nói thật sự có hiệu quả tiêu viêm cũng thở dài nhẹ nhõm nhìn băng chi lực trong cơ thể tiểu y tiên tán ra đột nhiên hắn quay đầu đưa một trang giấy để tên dược liệu cần thiết để luyện chế thân thể của thiên hòa tôn giả cho hân lam hân lam ngươi tương đối hiểu rõ đan vực ta muốn ngươi giúp ta một việc bây giờ ngươi hãy ra khỏi lạc thần giàn rồi giúp ta thu thập đủ số dược liệu này hân lam xem qua rồi gật đầu nói tiêu viêm đại ca xin yên tâm nếu như không thể tìm thấy thì muội sẽ nhờ gia tộc tìm giùm. tiêu viêm gọi địa yêu khôi ra đoạn đường này nó sẽ bảo hộ ngươi nhưng mà trước khi ra khỏi lạc thần giàn thì ngươi nên tìm cho nó một bộ quần áo tránh để người khác chú ý hân lam cùng địa yêu khôi nhanh chóng rời khỏi sơn động Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên trong chậu, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí, "Băng Hà cốc, việc này còn chưa xong đâu." Việc khu trừ băng chi lực trong cơ thể Tiểu Y Tiên mất tới 4 ngày, lúc này, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng tu luyện trước thùng nước đỏ sậm, Tiểu Y Tiên ngồi trong thùng gỗ đột nhiên run lên, phun ra một khối băng nhỏ, Tiêu Viêm liền mở mắt ra, vui vẻ hỏi, "Băng chi lực đã bị bài xích hết rồi chứ? Hết là tốt rồi, thứ này đúng là rất khó đối phó, ta thí nghiệm hơn trăm loại dược liệu mới tìm được dược liệu thích hợp nhất." nếu băng chi lực đã bị bài xuất thì không còn điều gì đáng ngại nữa đâu về những vết thương khác trong cơ thể người thì đó là chuyện nhỏ ta sẽ sớm chữa lành hết tiểu y tiên gật đầu lần nữa đỏ mặt nói người người có thể xoay người đi chỗ khác trước được không tiêu viêm cười cười xấu hổ rồi quay đi tiểu y tiên nhanh chóng ra khỏi chậu gỗ mặc đồ vào rồi gọi tiêu viêm quay lại tiêu viêm nhìn thấy nàng thì ngẩn ra không giấu nổi kinh hỉ tiểu y tiên khẽ cười nhìn cái gì đấy tiêu viêm trêu tức đáp ngắm mỹ nhân tiểu y tiên cúi đầu nhỏ giọng nói cảm ơn ngươi tiêu viêm cười cười tình trạng tốt hơn ta nghĩ ngươi hãy ăn viên đa dược này vào hai ba ngày nữa sẽ hoàn toàn khôi phục ách nan độc thể của ngươi thế nào rồi tiểu y tiên mỉm cười nhẹ nói ổn mà tiêu viêm nhớn mày không hài lòng lắm vẫn tốt ư tiểu y tiên cười đáp nếu như độc thể phát tác thì nó sẽ phản vệ thần trí của ta lúc đó ta cũng không nhận ra ngươi đâu tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu đừng có nói thế yên tâm đi trong hai ba tháng này ta sẽ đem ma hạch của thiên độc hạt long thú thu vào trong tay đến lúc đó có thể khống chế triệt để ách nan độc thể tiểu y tiên hơi chần chừ nói nếu như là thiên độc hạt long thú thì có lẽ lạc thần giản cũng tìm được tiêu viêm chợt mừng như điên là cấp bậc nào người gặp qua rồi ở đâu tiểu y tiên hất tóc có chút cổ quái nói chắc là cấp 7, có thể hóa thành hình người độc vật ở lạc thần giản tung hoành khắp nơi trong đó cũng có một số độc vật ma thú có thực lực rất mạnh cho nên thế lực ở đây cũng vô cùng khủng bố mà thiên độc hạt long thú kia lại là bá chủ một phương ở đây lúc đầu ta vào lạc thần giàn không lâu thì có gặp qua tên thiên độc hạt long thú đó tên đó vừa thấy ta thì y như kẻ điên vậy không ngừng gào khóc muốn bắt ta về để làm nữ nhân của hắn lúc đó ta đã bị trọng thương cho nên cũng không muốn dây dưa chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy đi tiêu viêm buồn cười tiếp lời xem ra lực hấp dẫn người không nhỏ đâu ngay cả ma thú cũng bị ngươi làm điên đảo như thế còn muốn bắt ngươi về làm áp trại phu nhân tiểu y tiên sẵn giọng cười cái gì tên kia rõ ràng là nhìn chúng ách nan độc thể của ta tiêu viêm cũng không trêu nàng nữa hung phấn hỏi đại gia hỏa kia có thực lực thế nào tiểu y tiên trầm ngâm đáp ta không cùng hắn giao thủ nhưng sợ là còn mạnh hơn đám người băng phù chắc khoảng bát tinh đấu tông tiêu viêm khẽ gật đầu quyết định bát tinh đấu tông à người cứ chữa thương trước đã đợi đến khi thương thế của ngươi lành hẳn thì chúng ta sẽ động thủ với con thiên độc hạt long thú kia nếu như có thể có ma hạch của nó thì vấn đề ách nan độc thể cũng coi như giải quyết xong ta cũng phải chuẩn bị một số việc để phòng ngừa vạn nhất có gì xảy ra nữa tiêu viêm cười cười thân hình vừa động thì lại ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn kia mà trong đôi mắt đen nhánh cũng hiện lên vẻ hưng phấn hắn cũng muốn biết khi mà đã khống chế hoàn toàn ách nan độc thể thì thực lực tiểu y tiên sẽ tăng tới trình độ nào liệu có thể tăng vọt lên đến đấu tôn không nếu như có thể thì chẳng phải thêm một thiên hỏa tôn giả nữa thì bên cạnh hắn liền có hai cường giả đấu tôn ư nghĩ đến đây thì tiêu viêm không khỏi có chút nóng lòng cùng chờ mong nếu như là trước kia thì hắn nào có thể dự đoán được là ở cạnh hắn tự nhiên lại tụ tập nhiều cường giả cảnh giới như thế chứ sau khi biết được tung tích của thiên hạt độc long thú thì tiêu viêm cũng không vội vàng đi tìm hắn vẫn ở trong hang động vừa luyện hóa ma độc ban vừa tu luyện bỗng lúc này năng lượng trong sơn động liền trở nên dữ dội giống như là đang có một cái gì đó đang uy hiếp khiến chúng trở nên dữ tợn hơn tiểu y tiên nhìn về phía năng lượng đang tụ tập lại thì phát hiện đó là nơi tiêu viêm đang đang ngồi lập tức kinh ngạc nói nhỏ thăng cấp ư đối với dị tượng này thì tiêu y tiên cũng không xa lạ gì bởi vì nàng đã trải qua rất nhiều lần thực lực của hạt tất nham năm đó ước chừng ở tam tứ tinh đấu tông ma độc ban được hình thành từ đấu khí của hắn mặc dù khiến tiêu viêm khổ sở nhưng nói chung vẫn là một liều thuốc bổ không tồi năng lượng thiên địa khổng lồ liên tục không ngừng tràn vào thân thể của tiêu viêm suốt nửa canh giờ tiêu viêm mở mắt thử vươn tay ra không chế không gian xung quanh tiêu y tiên dịu dàng hỏi được rồi chứ Tiêu Viêm nhìn Ma Độc Ban trước ngực, cười nói: Ma Độc Ban này đúng là thứ tốt. Nếu để cho ta hấp thu năng lượng ngoại giới, thì chỉ sợ ít nhất phải hai tháng nữa mới có thể đạt đến nhị tinh. Tiểu Y Tiên liếc hắn một cái, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có năng lực nắm giữ nó. Chẳng lẽ ngươi quên mình đã từng bị thứ này giày vò như thế nào sao? Tiêu Viêm cười cười hỏi: Hân Lam vẫn chưa trở lại sao? Tiểu Y Tiên gật đầu, trần trừ nói: Ừ, muội ấy cũng đã đi bốn ngày rồi, không biết có xảy ra chuyện gì không? Tiêu Viêm lắc lắc đầu chắc không đâu đi yêu khôi vẫn theo bảo vệ nàng ta nếu như có xảy ra chuyện gì thì ta đã cảm nhận được thông qua đi yêu khôi mới đúng đợi thêm một hai ngày nữa đi chờ sau khi đi yêu khôi về thì chúng ta mới bắt đầu tìm tung tích của thiên hạt độc long thú lúc đó mới an tâm được một ngày sau đó thì hân lam quay trở lại tiêu viêm thấy thần sắc bối rối của nàng thì nhấn mày đã xảy ra chuyện gì hân lam gấp giọng đáp tiêu viêm đại ca ngươi cùng tiểu y tiên tỷ tỷ bị băng hà cốc truy nã rồi hơn nữa bọn họ hình như cũng biết các người vẫn còn ở Lạc Thần Giản, hiện giờ có rất nhiều cường giả Băng Hà Cốc đang đi đến Lạc Thần Giản này, nghe nói, trong đó còn có cường giả Đấu Tông Đỉnh Phong. Hai người nghe vậy đều biến sắc nhắc lại, Đấu Tôn Đỉnh Phong sao? Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn Tiểu Y Tiên nói, xem ra chúng ta phải đẩy hành trình nhanh hơn, trước khi bọn hắn tìm ra được thì chúng ta phải giải quyết xong Thiên Hạt Độc Long Thú kia, chỉ cần giúp Thiên Hỏa Tôn giả luyện chế được thân thể thì lúc đó cũng không có gì đáng ngại nữa. Đám người Tiêu Viêm tiến vào trong Lạc Thần Giản nhưng bởi vì nơi đây khói độc khắp nơi khiến cho tầm nhìn bị hạn hẹp không còn cách nào khác tiêu viêm đành quay sang nhìn thoáng qua tiểu y tiên và hân lam phía sau hỏi tiểu y tiên tên thiên hạt độc long thú ở nơi nào thân là ách nan độc thể tiểu y tiên với một ít độc vật vô cùng nhạy cảm nhắm mắt một lát ngón tay liền chỉ về phía bắc nhẹ giọng nói bên kia nhanh lên mùi độc trên người tên kia cho dù cách bao xa ta cũng có thể ngửi được tiêu viêm khẽ gật đầu hướng về phía hân lam giặt giò hân lam Đến lúc đó nếu có khai chiến, người cố gắng trốn xa một tí, không nên để bị liên lụy. Sau đó, liền nhanh chóng tiến đến phía mà Tiểu Y Tiên vừa chỉ. Tiểu Y Tiên nhìn về phía Hân Lam nói, đi thôi, người nuốt mấy viên tị độc đan mà tiêu viêm đưa cho. Chỉ cần không chủ động trêu chọc mấy con độc vật hung ác, chúng nó sẽ không làm phiền ngươi đâu. Sau đó, liền kéo Hân Lâm đổi kịp tiêu viêm. Lúc này đám người của bang Hà Cốc, dẫn đầu là thiên xà trưởng lão của bang Hà Cốc và các vị đấu tông cường già cũng xuất hiện ở cửa lạc thần giàn thiên xà trưởng lão lúc này đột nhiên lên tiếng mọi người đến đã đông đủ chưa bạch lão già bên này vội trả lời mọi người đều đã tới chỉ còn chờ xà lão phân phó thôi xà lão liền gật đầu vân tay ra rung rung thân mình hóa thành một khối băng kính trên đó là khuôn mặt của tiêu viêm tiểu y tiên địa yêu khôi thậm chí có cả thiên hỏa tôn giả lão già chống xà quài nhìn qua rồi cười nói đây là hình ảnh không trọn vẹn được tìm thấy từ bên trong linh hồn còn sót lại của những đệ tử băng hà cốc nhưng mà không ngờ ách nan độc nữ còn có ngoại viện chỉ là những người kia rất là lạ mặt vô cùng nói vậy hẳn là ngoại nhân bên ngoài tới đan vực rồi băng hà cốc thiệt nhiều năm chưa gặp phải khiêu khích tay lão phu cũng có chút ngơ ngáy đi thôi lão phu cũng muốn sớm gặp một chút đám người xa lạ này sau đó lão liền chống xà quải nhẹ nhàng cầm đầu đi vào lạc thần giàn phía bên tiêu viêm lúc này tiêu y tiên đột nhiên hô lên tới rồi tòa thạch bảo này chính là mục tiêu của chúng ta nghe vậy tiêu viêm cũng bước châm lại ánh mắt quan sát tòa thạch bảo màu trắng đang được bao phủ bởi làn khói kia rồi nói thiên hạt độc long thú chính là ở chỗ này tiểu y tiên gật đầu nói a à nghĩ chỉ sợ nó cũng đã cảm ứng được ta tựa hồ với độc thú ở cấp bậc này thì đối với ách nan độc thể của ta cũng có lực cảm ứng rất nhạy cảm tiêu viêm nghe vậy liền quay sang phía hân lam nói một khi đã như vậy chúng ta đến gặp thái cổ độc thú đi không biết bộ dáng hắn ra sao nhỉ hân lam người ở trong này chờ không cần tiếp tục đi theo chúng ta hân lam gật đầu nhắc nhở vậy các ngươi phải cẩn thận một chút đó tiêu viêm gỡ ở tây đầu rồi ba người nhanh chóng lao về phía tòa thạch bảo kia ngay khi bọn họ đặt chân đến đột nhiên kịch liệt chấn động thanh âm của thiên long vang lên tiểu mỹ nhân không ngờ ngươi đã tìm tới tận của rồi nha một khi đã như vậy thì hãy ngoan ngoạn lưu lại làm nữ nhân của ta đi bổn vương muốn ách nan độc thể của ngươi làm gốc sinh ra hậu nhân đại vương hoàn mỹ nhất quyết thống thuần chính nhất ngay sau đí một thân ảnh với đôi long rực dài gần mười triệu mở ra phía sau là một cái đuôi bọ cạp dài gàn trục thức từ trong thạch bảo lao ra ba người tiêu viêm nhìn bóng người đang giang rộng long rực trên không kia ánh mắt cũng xẹt qua vẻ kinh ngạc tiêu viêm lẩm bẩm đây chính là thiên hạt độc long thú trong truyền thuyết sao quả nhiên rất mạnh nhưng mà ma hạch tinh huyết của nó là của chúng ta thiên hạt độc long thú chậm rãi hạ xuống trước mặt đám người tiểu y tiên ánh mắt dừng lại trên người tiêu viêm rồi nói ta tự hỏi người trẻ tuổi như ngươi sao lại có gan vậy hóa ra là có người giúp đỡ bất quá chỉ với thực lực nhị tinh đấu tông của tên tiểu tử này thì ngay đến cả tư cách, để bổn vương ra tay cũng không có. Tiểu y tiên mỉm cười, nhẹ giọng nói, ta chỉ hướng đến người đòi một vật mà thôi. Nghe vậy, thiên hạt độc long thú dùng ánh mắt dâm tà nhìn tiểu y tiên, cười nói, sao, không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi lưu lại làm nữ nhân bản vương, không chỉ một vật, cho dù là nhiều thứ hơn nữa bản vương cũng cho ngươi. Tiểu y tiên thản nhiên đáp, đã như vậy, ngươi hãy giao mà hạch cho ta đi. Khuôn mặt đang cười của thiên hạt độc long thú trượt ngưng lại, liến môi nói xem ra thiện giả bất lai lai giả bất thiện nếu đổi lại kẻ khác dám nói vậy trước mặt bản vương giờ này kẻ đó đã là một cổ tử thi nhưng ngươi khiến ta mê muội đến vậy nên tội mạo phạm này của ngươi hãy để cho tên nam tử ngươi mang đến chịu thay dứt lời thiên hạt độc long thú vỗ mạnh đội cánh móng tay sắc bén lướt đến chỗ tiêu viêm nhưng cùng lúc ấy tiêu viêm đã lùi lại phía sau mười trượng chỉ lưu lại tàn ảnh nơi kia một kích thất bại thiên hạt độc long thú thoáng chút kinh ngạc nói hảo tiểu tử không ngờ đã coi thường ngươi rồi. Ngay lúc này, một sợi tơ đấu khí màu tím từ Tiểu Y Tiên bay về chỗ hắn, cảm nhận kinh phong phía sau lưng, hạt tiêm của Thiên Hạt Độc Long thú nhanh như cắt đâm ra cắt đứt đạo đấu khí kia, sau đó liền cười nói: "Tiểu mỹ nhân, chút công kích này đối với bản vương chỉ vô dụng mà thôi, không quản các ngươi vì sao tới đây, đã đến thì đừng mong rời đi." Dứt lời, từng đạo hắc tuyến mang theo độc khí lượn lờ cuốn tới như thủy triều, Tiểu Y Tiên nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm nói: "Cẩn thận!" chúng đều là độc thú trong lạc thần giàn trong độc khí rậm rạp kia có hai cổ khí tức mạnh mẽ cấp độ phải đạt đến tứ tinh đấu tông tiếng cười của thiên hạt độc long thú càng to hơn sau đó liền nói bản vương là chúa tể khu vực này các người tự tiện xông đến đây thì sinh tử của các người tự nhiên sẽ do bản vương phán xét tiêu viêm thấy vậy ngón tay búng ra địa yêu khôi liền xuất hiện tay ở lại khẽ vỗ lên nạp giới linh hồn hư ảo của thiên hỏa tôn giả cũng cũng dần phiêu đãng xuất hiện sau đó liền quay sang nói với tiểu y tiên những độc thú kia hai người chúng ta đi đối phó thiên hạt độc long thú giao cho địa yêu khôi cùng diệu lão tiên sinh là được thiên hỏa tôn giả nhìn thấy độc khí ngập trời kinh hãi nói chợt chợt hảo tiểu tử người tốt với lão phu ghê lại tìm đến một tên gia hỏa khó giải quyết như thế này sức chiến đấu của tên này chỉ sợ so với phí thiên còn mạnh hơn làm sao ngươi lại gây chuyện với hắn chứ tiêu viêm giang tay cười nói không có biện pháp luyện chế thân thể cho ngài không phải cần tinh huyết của thất cấp ma thú sao thiên hỏa tôn giả bất đắc dĩ lắc đầu nói được rồi, được rồi, tiểu tử ngươi thắng, nhưng một mình ta không thể thu thập được hắn. Tiêu viêm chỉ địa yêu khôi ở bên cạnh nói, địa yêu khôi sẽ toàn lực hiệp trợ lão gia người, như vậy được không? Thấy thế, thiên hỏa tôn giả khẽ thở vào nhẹ nhõm. Hiện giờ, sức chiến đấu của địa yêu khôi không kém hơn bát tinh đấu tông, có nó trợ giúp, đấu với tên kia cũng có chút nắm chắc. Thời điểm địa yêu khôi cùng thiên hỏa tôn giả xuất hiện, khuôn mặt tươi cười của thiên hạt độc long thú lạnh lại nói, hóa ra đã có chuẩn bị khi đến đây. Tiêu viêm ảm đạm cười, không để ý đến thiên hạt độc long thú. Hắn lướt mắt nhìn đạo hắc tuyến đang ầm ầm kéo đến, sau đó chuyển hướng nhìn thiên hỏa tôn giả, nói: Diệu lão tiên sinh, thỉnh người nhanh một chút. Những độc vật này, ta với tiểu y tiên sẽ chặn lại. Thiên hỏa tôn giả chậm rãi gật đầu, nói: Được, không thành vấn đề. Có địa yêu khôi hiệp trợ, thu thập hắn cũng không khó. Ánh mắt thiên hạt độc long thú đầy âm trầm, nói: Lão già người chỉ được cái to mồm. Bản vương là người của hạt long tộc các người gây khó dễ cho ta được sao nghe vậy tiêu viêm nhíu mày hạt long tộc sao chủng tộc này trong giới ma thú vô cùng cường hãn hơn nữa danh tiếng cũng không nhỏ bởi vì nghe nói mỗi thành viên trong tộc đều chứa một tia huyết mạch cổ long cổ long chính là thái hư cổ long thần bí một tồn tại trong truyền thuyết trên đấu khí đại lục rất ít người thấy qua tung tích của bọn họ trong giới ma thú những ma thú chỉ cần có một ít liên quan đến thái hư cổ long thì đều là ma thú cường đại như con thiên hạt độc long thú trước mặt lấy thực lực bát tinh đầu tông của nó nhìn khắp đấu khí đại lục nó tuyệt đối là nhất lưu cường già hơn nữa số lượng tộc nhân hạt long tộc nhiều hơn so với thái hư cổ long bởi vậy trong giới ma thú tuy nói kém hơn thiên yêu hoàng tộc nhưng bọn họ cũng tính là một trong những tộc đứng đầu tiêu viêm không ngờ thiên hạt độc long thú lại là tộc nhân của hạt long tộc nhưng hiện giờ cung đã lên dây đừng nói hắn là tộc nhân hạt long tộc cho dù là tộc nhân thái hư cổ long cũng phải động thủ Thế là hắn nhìn về hướng Thiên Hỏa Tôn Giả, chậm rãi nói: "Diệu lão tiên sinh, động thủ." Địa Yêu Khôi cũng không chút chậm trễ, thân hình lóe lên, trực tiếp lướt về phía Thiên Hạt Độc Long Thú. Nhìn thấy Địa Yêu Khôi lướt tới, sắc mặt Thiên Hạt Độc Long Thú trở nên âm trầm, sát ý tuôn trào, gầm giọng nói: "Các ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi." Một bầy kiến hôi, thân hình Thiên Hỏa Tôn Giả khẽ run lên, liền biến mất quỷ dị, một tiếng cười sang sảng mang theo hào khí vang lên: "Ha ha, con kiến nếu không phải lão phu mất đi thân thể ngươi ở trong mắt lão phu cũng chỉ như con kiến thôi nhưng dù vậy tinh huyết của ngươi hôm nay lão phu cũng quyết lấy cho được lúc này tiêu viêm quay sang nhìn vô số độc thú đang kéo đến mang theo những tiếng nổ ầm ầm hắn cảm thấy bên trong vô số độc thú kia có một đầu ma thú với cơ thể to lớn trên lưng có hai đạo thân ảnh đang đứng tiêu viêm cảm nhận được cô hơi thở mạnh mẽ từ trong cơ thể của hai người này tràn ra hai mắt tiêu viêm hít lại nói thiên hạt độc long thú không hổ là bá chủ một phương của lạc thần gia dưới chân hắn lại có thể có hai gã thủ hạ thực lực cao như vậy tiểu y tiên thản nhiên cười nói hai người bọn hắn giao cho ta người ngăn đàn thú kia lại thế nào nghe vậy tiêu viêm không trần trở nói không thành vấn đề tiểu y tiên lại cười nói chỉ là hai kẻ có thực lực tứ tinh đấu tông mà thôi thương thế của ta hiện giờ gần như đã khỏi hẳn thu thập bọn chúng không khó nhưng đàn thú bên kia có số lượng cực kỳ khổng lồ nếu ngươi không cẩn thận coi chừng lật thuyền trong mương đó tiêu viêm cười lớn hào khí ngút trời nói một đám nghiệt xúc có thể lật thuyền sao lúc tiếng cười tiêu viêm ngừng lại thì hai đạo thân ảnh đứng trên con ma thú to kia gầm lên lũ kiến hôi các ngươi dám tới lãnh địa của ta dương oai quả nhiên không biết chữ chết viết như thế nào hai người này xuất hiện đập vào mắt tiêu viêm là một tên hình thể mập mạp như quả cầu còn một tên lại gầy dơ xương như cây tre tiêu viêm nhịn không được cười với ngoại hình hai người này tên mập mạp lớn tiếng nói cút khỏi thiên hạt vực nếu không chết ánh mắt người gầy lít nhìn sang thiên hạt độc long thú đang giao chiến với hai người rượu lão lộ ra vẻ kinh ngạc nói những người này đột nhiên đến thiên hạt vực làm gì thực lực của hai người đang giao thủ cùng thủ lĩnh cũng không vừa hơn nữa hai người trước mặt mình cũng không phải hạng vô dụng lúc này tiểu y tiên nói với tiêu viêm bọn chúng hãy giao cho ta đàn thú kia đã tiến tới người sang đó động thủ đi nghe nói thiên hạt độc long thú có thể mượn độc khí từ đàn thú này người mau chóng đem chúng nó đuổi đi nhìn thấy tiểu y tiên vò tới tên béo nổi giận gầm lên một tiếng con quỷ cái người muốn chết lão tử ta cũng không thương hoa tiếc ngọc đâu sau đó vung cự trùy đánh mạnh về phía tiểu y tiên một sợi tơ đấu khí mạnh mẽ dữ dội tuôn ra và chạm thật mạnh với cự trùy những tiếng kim thiết bắt đầu vang lên hoa lửa văng tung tóe chỉ thấy thanh cự trùy thật lớn kia bị đánh bay đi thân hình tên mập cũng lảo đảo một kích thất bại sắc mặt tên mập biến đổi trầm giọng hướng về tên gầy quát con ả này thật hung hãn người làm cái khỉ gì mà nãy giờ còn chưa động thủ nữa hả nghe được tiếng quát của tên mập tên gầy nhớ mày bán mạnh đến chỗ tiểu y tiên hai người một béo một gầy cùng liên thủ công kích nhưng tiểu y tiên lại không chút bối rối nhịp chân tao nhã thong rong đôi tay mỗi lần huy động đều mang theo đấu khí mạnh mẽ đánh lên khiến cho cả hai người này vội vàng né tránh không dám dính vào chút nào nhìn thấy phía tiểu y tiên không có vấn đề gì tiêu viêm thở dài nhẹ nhõm vẫn là tâm viêm từ trong lưu ly liên tâm hỏa thoát ra phiêu phù trước mặt tiêu viêm sau đó hóa thành một luồng sóng vô hình dao động mạnh mẽ sau đó bất ngờ khuếch tán trong chớp mắt đã bao trùm đàn độc thú tạo ra từng tiếng hô vang thảm thiết trên bầu trời vô số độc thú tự nhiên bị hỏa thiêu trông chúng như những viên cầu lửa di động những con độc thú này chịu đựng sự đau đớn vô cùng cuối cùng điên cuồng lùi về bốn phía một lát sau liền tê liệt ngã xuống hóa thành cho tàn cho dù là vậy vẫn có nhiều con ma thú hung hãn không sợ chết không ngừng liên tục xung phong liều chết cuối cùng khiến cho bình nguyên bên dưới xuất hiện lớp cho cốt thật dày nhìn qua vô cùng lạnh lẽo ma thú xung phong liều chết ngày càng nhiều tiêu viêm nhịn không được phải trao mày hắn liếc nhìn đám mây độc khí trên đầu đàn ma thú nghĩ nếu như cứ tiếp tục như vậy không biết phải giết đến khi nào những con ma thú đó bị thiên hạt độc long thú khống chế căn bản không biết sợ hãi là gì trong lúc tiêu viêm trầm ngâm một đạo long ngâm rõ ràng đột nhiên vang lên đàn thú trước mặt hắn nhất thời xôn xao đám mây độc khí trên không trung bắt đầu di chuyển mà phương hướng di chuyển chính là nơi chiến đấu của con thiên hạt độc long thú thấy vậy sắc mặt tiêu viêm khẽ biến nói người đã muốn mượn lực từ đám mây độc khí này ta liền đem nó phá hủy trong mắt xoài đạo hàn quang tiêu viêm thôn phệ vẫn lạc tâm viêm trước mặt vào trong cơ thể nhanh chóng dung hợp cùng thanh liên địa tâm hòa cuối cùng ngưng tụ thành lưu ly liên tâm hòa thủ ấn tiêu viêm biến đổi hỏa diễm xanh biếc xuất hiện bay lên cao sau đó biến thành một đầu hỏa lang khổng lồ dài hơn 10 trượng làm cho nhiệt độ xung quanh không ngừng nóng dần lên khiến cho độc vụ dần dần tiêu tán đối với loại dị hỏa trí dương trí cương này khiến đám ma thú cảm thấy sợ hãi kiêng kỵ vô cùng thiên hạt độc long thú đang khổ chiến với thiên hỏa tôn giả cùng địa yêu khôi khi thấy tiêu viêm xuất ra hỏa lang sắc mặt hắn nhất thời biến chuyển nói dị hỏa đúng lúc tâm niệm thiên hạt độc long thú vừa xoay chuyển một tiếng cười đột nhiên từ sau hắn vang lên ha ha hiện tại không phải lúc ngươi phân tâm chuyện khác thế là một trường ẩn chứa kinh lực mạnh mẽ liền đánh vào lưng hắn chúng phải đòn nghiêm trọng thiên hạt độc long thú trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi cùng lúc đó địa yêu khôi cũng không kém nhanh chóng đánh bồi thêm một quyền mạnh mẽ ngụm máu tươi vừa phun ra thiên hạt độc long thú lại phun thêm một ngụm máu tươi nữa chật vật lui ra sau bởi một quyền nặng tựa thái sơn của địa yêu khôi sắc mặt thiên hạt độc long thú tím tái giống giận hỗn đản bổn vương quyết không tha cho các ngươi trong lúc lùi về sau thiên hạt độc long thú phát ra một đạo thanh âm quát lớn hạt long thôn thiên hình thể hắn bành trướng trong nháy mắt chớp mắt hắn đã hóa thành một đầu cự thú khổng lồ giữ tợn dài chừng trăm trượng sau đó hướng về phía đám mây độc khí do vạn ma thú tụ thành mà hấp thu tiêu vi thấy thế liền cười lạnh thôn thiên nằm mơ đi nhé thù ấn hắn biến đổi trong miệng hỏa lang nhất thời phun ra một đạo hỏa trụ rất dài tiến vào đám mây độc khí dị hỏa nóng kinh khủng khiến cho đám mây độc khí tựa như khí cầu bị đâm thủng tiêu tán hầu như không còn gì vì bị dị hỏa đốt cháy độc khí được thiên hạt độc long thu hút vào trong cơ thể rất ít khiến nó bắt đầu nổi trận lôi đình đồng tử đỏ như máu nhìn về phía tiêu viêm hạt vĩ dài chừng 10 thước xé gió bắn mạnh tới tiêu viêm tấn công tiêu viêm mặt bình tĩnh đưa hỏa lang bay xuống chặn lại nhiệt độ cực nóng của hỏa lang đốt cháy hạt vĩ chuyển đến thiên hạt độc long thú khiến nó đau nhức dữ dội phải ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng kêu vừa dứt một đạo thân ảnh màu bạc đã xuất hiện trên đỉnh đầu đó không chút khách khí lập tức oanh kích vào con mắt thiên hạt độc long thú thanh âm trầm thấp vang lên trên bầu trời máu tươi văng tung tóe như mưa huyết chúng đòn nghiêm trọng như vậy thiên hạt độc long thú liền rơi xuống và đập thật mạnh trên mặt đất khiến cho đất rừng rung chuyển thiên hạt độc long thú phẫn nộ rít lên hỗn đản bổn vương quyết bẩm thay các ngươi ra vạn đoạn thiên hạt độc long thú mạnh mẽ nâng cự trùy lên huyết sắc quang trụ liền suy lên một tiếng cắt ngang hư không lướt nhanh như chớp trên bầu trời nhìn thấy huyết sắc quang trụ phóng tới khuôn mặt thiên hỏa thoáng chốc ngưng trọng quát cẩn thận thiên hạt độc long thú gần như đã phát cuồng công kích cỡ này cho dù là ai ở đây bị công kích cũng không dễ dàng chống đỡ tiêu viêm cũng phát hiện ra sự nguy hiểm từ huyết sắc quang trụ không đợi thiên hỏa tôn giả nhắc nhở hắn liền thi triển tam thiên lôi động chạy mất tại nơi hắn đứng chỉ còn lại một đạo tàn ảnh đối mặt với đám người xảo quyệt tiêu viêm huyết sắc quang trụ tuy có lực sát thương cực kỳ khủng bố nhưng có cảm giác như dùng đại pháo mà bắn ruồi nên huyết sắc quang trụ chỉ có thể đánh trúng tàn ảnh của tiêu viêm thấy tiêu viêm đã tránh khỏi được công kích của thiên hạt độc long thú sắc mặt của thiên hỏa tôn giả dần trở nên ngưng trọng trầm giọng quát tiêu viêm ta sẽ vây nó lại người hãy chỉ huy địa yêu khôi tấn công vào đầu nó nghe vậy tiêu viêm vội gật đầu sau đó thiên hỏa tôn giả hét to một tiếng động thủ tiêu viêm khẽ bấm đốt tay địa yêu khôi dừng lại giữa không trung liền trực tiếp lướt xuống sau đó nó tựa như một quả đạn pháo Hùng hăng nện lên thân thể khổng lồ của thiên hạt độc long thú cỗ lực lượng đáng sợ đánh lên khiến cho thân thể thiên hạt độc long thú âm ầm ngã xuống hiện giờ đi yêu khôi đánh ra một quyền này cho dù là thiên hạt độc long thú có được thực lực bắt tinh đấu tông cũng phải đau khổ dãy giụa gào thét điên cuồng đang điên cuồng dãy giụa từng luồng năng lượng huyết vụ ăn mòn nhanh chóng từ trong cơ thể thiên hạt độc long thú bùng phát ra huyết vụ quỷ dị dính lấy hai tay địa yêu khôi vang lên từng tiếng xèo xèo không ngờ thân thể sán chắc của địa yêu khôi cũng bị ăn mòn dần dần xuất hiện những vết dạn nứt nhỏ tiêu viêm không ngờ tới độc khí trong thân thể thiên hạt độc long thú lại hung hãn đến vậy ngay cả thân thể cường hãn của địa yêu khôi cũng không chống đỡ nổi trong lòng liền phát ra một đạo mệnh lệnh khiến địa yêu khôi miễn cưỡng chống đỡ được huyết vụ sau đó nắm tay điên cuồng đánh lên đỉnh đầu thiên hạt độc long thú những thanh âm trầm thấp vang lên lấy lực lượng hiện tại của địa yêu khôi khi nó đánh ra một quyền đấu tông cường già bình thường kiểu gì cũng phải học máu nhưng thiên hạt độc long thú lại ỉ vào da dày nên miễn cưỡng có thể tiếp được mấy chục quyền mặc dù vậy nhưng giáp sắc trên đỉnh đầu nó cũng hoàn toàn nổ tung máu tươi điên cuồng trào ra mơ hồ còn có thể thấy chút ít óc xám trắng cơn đau truyền đến khiến cho thiên hạt độc long thú kinh hãi phát hiện cảm giác vô lực đang chậm rãi từ đáy lòng tràn ra sinh cơ tựa hồ đang nhanh chóng rời xa nó đến lúc này nó rốt cuộc cũng trở nên sợ hãi thiên hạt độc long thú mở to cặp mắt đỏ ngầu sợ hãi hét lên dừng tay các người cuối cùng là muốn gì ta là tộc nhân hạt long tộc các người giết ta bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các người tiêu viêm cười mỉm nói chúng ta muốn ma hạch của người hắn cũng không cho thiên hạt độc long thú có cơ hội để thở dốc hắn hiểu rõ đối mặt với thiên hạt độc long thú có thực lực cỡ này chỉ cần xuất hiện một sai lầm nhỏ thôi thì cục diện sẽ như kiếm củi ba năm thiêu đốt một giờ bởi vậy mặc dù lúc tiêu viêm nói chuyện địa yêu khôi vẫn như một cỗ máy giết chóc không biết mệt từng quyền hung hăng nện xuống dưới loại cảm giác tử vong đôi mắt thiên hạt độc long thú nhìn chằm chằm vào tiêu viêm hiện lên vẻ oán độc một lúc lâu sau điểm nhiên nói ta lấy huyết mạch hạt long tộc thề người chắc chắn sẽ bị hạt long tộc đuổi giết trốn chết cả đời lời thề vừa dứt độc nhãn đỏ ngầu còn lại của thiên hạt độc long thú cũng tự động rớt ra sau đó bạo liệt tạo thành một tia máu nhỏ với một tốc độ cực kỳ kinh người xuyên thấu không gian nhanh như chớp bắn về phía tiêu viêm chui vào trong thân thể hắn tốc độ tia máu này cực kỳ khủng bố cho dù là tiêu viêm thì hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể nào tránh né được thiên hạt độc long thú oán độc cười to nói hạt long tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi trốn không thoát đâu sau đó đi yêu khôi nhất thời bạo xuất đánh ra một quyền đánh vào đỉnh đầu thiên hạt độc long thú dưới lực lượng đáng sợ như vậy đầu khổng lồ của thiên hạt độc long thú nhất thời hóa thành vô số huyết nhục liên tục bạo liệt khi đầu thiên hạt độc long thú bạo liệt vô số ma thú ở đằng xa nhất thời xôn xao một lát sau liền tàn ra nhanh chóng chạy trốn Cũ lúc này hai tên béo gầy đang giao thủ với tiểu y tiên như có cảm ứng quay đầu nhìn về phía cỗ thi thể khổng lồ kia sắc mặt chúng đột nhiên biến đổi hiện lên vẻ không thể tin nổi đối với thực lực của thiên hạt độc long thú thân là thuộc hạ của nó nên bọn chúng hiểu rất rõ cho dù ở bên trong lạc thần giàn độc vật hung ác nhiều không đếm xuể nhưng thiên hạt độc long thú vẫn có thể đứng đầu hơn nữa Trước kia có một vài cường giả nhân loại tới khiêu chiến, nhưng kết cục của bọn họ đều rất thê thảm. Trong những năm này, với hung danh của Thiên Hạt Độc Long thú, dường như không ai dám trêu chọc vào nó, nhưng hôm nay lại xuất hiện một màn này, khiến cho hung danh của Thiên Độc Hạt Long thú hoàn toàn tan thành mây khói. Tên gầy đảo mắt, suy nghĩ, không biết thủ lĩnh như thế nào lại đắc tội với bọn họ, giờ lại bị người tới cửa đuổi giết như vậy. Tên béo thì giận dữ hét lên, "Các ngươi dám hạ sát thủ với thủ lĩnh, Hạt Long tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi!" mẹ kiếp tất cả động thủ vì thủ lĩnh báo thủ nghe được tiếng hô của hắn ánh mắt tên gầy lóe lên hắn cắn răng trầm giọng nói người muốn tìm chết thì đừng kéo ta theo tiếng nói vừa dứt tên gầy lấy chân điểm một cái trên mặt đất nhanh như chớp rút lui vẻn vẹn chỉ trong mấy hơi thở đã không còn thấy bóng dáng đâu nhìn thấy tên gầy tự nhiên lâm trận bỏ chạy tên béo sững sờ sắc mặt đỏ lên nổi giận mắng khỉ thật đồ thỏ đế khi tên béo còn đang tức giận mắng tên gầy tiểu y tiên chậm rãi bước tới đôi mắt long lanh khẽ liếc mắt nhìn tên gầy ở trước mặt mỉm cười nói ngươi đi hay để ta phải động thủ nhìn thấy tiểu y tiên chậm rãi đi tới khuôn mặt tên béo nhất thời run lên sắc mặt biến ảo không ngừng rốt cuộc tên béo gầm lên một tiếng hạt long tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu sau đó liền hóa thành một đạo quang ảnh chạy khỏi nơi này thân thể hắn mặc dù khổng lồ nhưng cũng không phải là kẻ ngu cục diện hiện tại như vậy ngay cả thủ lĩnh còn có thể bị giết huống chi là hắn sau đó tiểu y tiên tiến về phía tiêu viêm nói nhanh chóng thu thập những thứ cần thiết cuộc chiến ở đây đã gây ra động tĩnh quá lớn khó tránh khỏi khiến cho các ma thú hung hãn khác trong lạc thần giàn chú ý đến lúc đó nếu sơ sẩy liền có thể xảy ra một hồi ác chiến tiêu viêm đồng ý gật đầu bàn tay nắm chặt thiên hạt độc long thú một luồng hấp lực bùng phát đem nó từ từ nâng lên nước mắt nhìn thi thể khổng lồ của thiên hạt độc long thú sắc mặt tiêu viêm thoáng nghiêm trọng thù ấn hán biến đổi hỏa lang khổng lồ màu xanh bước liền bạo liệt hóa thành liệt hỏa cháy hừng hực thiếu đốt thân thể thiên hạt độc long thú tiêu viêm nắm hỏa diễm trong tay một lát sau hắn cong ngón tay búng ra huyết sắc nhục cầu nhất thời văng tung tóe mở ra một khe hở một viên huyết sắc tinh thể cỡ chừng nửa nắm tay thoáng hiện ra sau đó hướng về phía tiêu viêm bàn tay hắn nắm chặt đem tinh thể tựa như máu tươi nắm trong tay cảm nhận được năng lượng cuồng bạo trong đó tiêu viêm không nhịn được hô lên mừng rỡ thất cấp ma hạch thiên hạt độc long thú cuối cùng cũng lấy được tiêu viêm đem nó cẩn thận thu vào nạp giới sau đó hắn lại tiếp tục cho hỏa diễm thiêu đốt cơ thể thiên độc hạt long thú một lúc sau từng giọt chất lỏng màu tím chậm rãi từ trong nhục cầu rơi ra thấy vậy khoái miệng tiêu viêm hiện lên chút vui mừng hắn liền đem tinh huyết tinh thuần trong nhục cầu ép ra ánh mắt hắn nhìn vào bên trong hỏa diễm nơi đó có một tử hồng huyết dịch to bằng nắm tay mặc dù là cách rất xa nhưng tiêu viêm cũng có thể nhận thấy được năng lượng cường hãn tràn ngập trong nó nhìn thấy tinh huyết đã được tiêu viêm ngưng luyện thành công, tiểu y tiên vội vàng nhắc nhở, mau thu lại. loại tinh huyết này đối với ma thú có lực hấp dẫn chí mạng. tiêu viêm gật đầu cười, khẽ búng một ngón tay, đoàn từ hồng huyết dịch liền bay vút đến. sau đó hắn lấy ra một bình ngọc, cẩn thận đem đoàn từ hồng huyết dịch cho vào trong. tiêu viêm chỉ vào bình ngọc trong tay, nói với thiên hỏa tôn giả đang ở bên cạnh, rượu lão tiên sinh, đây chính là tinh huyết trọng yếu để người luyện chế thân thể. không lâu sau, người sẽ có được thân thể một lần nữa nghe vậy vẻ mặt thiên hòa tôn giả nhịn không được hiện lên chút tươi cười vui mừng gật đầu lia lịa đã nhiều năm rồi hắn rốt cuộc có thể có được thân thể cho mình đồng thời hắn cũng cảm nhận được đấu khí chảy trong thân thể mang đến từng đợt cảm giác thư sướng tiểu tử lão phu không nhìn lầm ngươi mà phần ân tình này lão phu cả đời mãi không quên bàn tay hư ảo của thiên hòa tôn giả vỗ vỗ vào bà vai tiêu viêm cho dù lấy định lực của thiên hòa tôn giả hiện nay thì giờ phút này trong lòng hắn cũng có chút kích động Lúc trước, khi hắn đứng bên bờ tuyệt vọng, vô lực nên mới đem hy vọng của mình ký thác vào tiêu viêm, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến cho hắn không hề thất vọng, tiêu viêm mỉm cười, nói, rượu lão tiên sinh, giúp ta nhiều như vậy, nếu không tận tâm mà nói, tiêu viêm chẳng phải là một người bất nhân bất nghĩa sao, thiên hỏa tôn giả vốt ve tròm dâu, tự đáy lòng thở dài, thực hâm mộ lão sư của ngươi, hắn lại có được một đệ tử vĩ đại như vậy, tiêu viêm cười khẽ, cũng không tiếp tục dây dưa ở đề tài này, tiểu y tiên nhẹ giọng nói. Đi thôi, trước tiên rời khỏi nơi này đã, động tĩnh ở đây quá lớn, không lâu nữa chắc sẽ có người tới xem xét, trước mắt chúng ta cần đi khỏi đây. Tiêu Viêm gật đầu cười, ngón tay hắn sờ sờ vào nạp giới, cười to nói, nếu đồ vật này đã tới tay, như vậy kế tiếp trọng yếu nhất là việc gì? Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Viêm vung tay lên, rồi bay về phía bắc của Lạc Thần Giàn, sau đó, Tiểu Y Tiên liền mang theo Hân Lam đuổi theo phía sau. Sau khi đám người Tiêu Viêm rời đi, khu vực này trở nên vắng lặng chỉ có hố sâu trên mặt đất kia cho thấy nơi này đã từng phát sinh một trận đại chiến kinh thiên đến đây ad xin khép lại tập này cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều